tù nhân và thành viên dân quân bản xứ Chợ Lớn năm 1866. Người Việt trong trang phục áo dài cổ điển Sài Gòn năm 1866. Các nghệ sĩ sân khấu ở Sài Gòn năm 1866. Công dân Việt Nam giàu có ở Chợ Lớn năm 1866. Những người bán hoa quả ở Chợ Lớn năm 1866. Các nhà sư ở Chợ Lớn năm 1866. Nhạc công ở Sài Gòn năm 1866. Các thành viên dân quân bản xứ ở Sài Gòn năm 1866. Phụ nữ Việt Nam ở Chợ Lớn năm 1866. Các thành viên dân quân nghỉ giải lao ở Chợ Lớn năm 1866. Hai phú ông người An Nam cuối thế kỷ thứ 19. Cậu bé người Hoa hút thuốc bằng ống điếu cuối thế kỷ thứ 19. Những người phụ nữ bán đồ ăn vỉa hè cuối thế kỷ thứ 19. Cô gái miền Bắc năm 1890. Chân dung người Sài Gòn năm 1880, một phụ nữ buôn bán người Việt đội hàng trên đầu và có lẽ là một thương nhân người Hoa đang cầm dù. Chân dung Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ năm 1885. Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ và hai đại quan đứng hai bên năm 1885. Hai phụ nữ cao tuổi kéo sợi tơ từ kém tầm được nấu chín, ngoại vi Hà Nội năm 1885. Các nhạc sĩ mù biểu diễn trên đường phố ở Nam Định năm 1885. Những người có chức vụ cao nhất trong sứ đoàn Việt Nam sang Pháp năm 1862 theo thứ tự từ phải qua: Phó sứ Phạm Phú Thứ, Chánh sứ Phan Thanh Giản, Bồi sứ Nguyễn Khắc Đản. Thiếu nữ người An Nam khoảng năm 1864 đến năm 1867. Em bé và quả mít cuối thế kỷ thứ 19. Hai cậu bé bốc vác ngồi chơi với những đồng xu cuối thế kỷ thứ 19. Cụ bà bán dứa cuối thế kỷ thứ 19. Em bé người Thượng năm 1926. Thank you.
Cụ ông bên bờ sông Đà năm 1926. Hai người đàn ông quý tộc hút thuốc phiện tại nhà khoảng năm 1880. Diện mạo của binh lính người An Nam khoảng năm 1880. Một gia đình người An Nam ở Quảng Yên khoảng năm 1902 đến năm 1925. Người vợ thứ ba của đệ thám bị Pháp bắt ở Nhã Nam. Hai người phụ nữ nhà giàu, ảnh chụp năm 1910. Một người ăn xin trên đường phố Hải Phòng